Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Kinh nguyệt màu nâu đen da ít kéo dài là hiện tượng có thể xảy ra trước, trong và sau kỳ kinh nguyệt. Khi mắc phải, các chị em thường hoang mang lo lắng vì không biết hiện tượng do nguyên nhân nào gây nên và liệu triệu chứng có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không. Hãy cùng đi tìm lời giải đáp ngay trong nội dung video này. Thông thường, các chị em có thể thấy màu sắc này trong suốt thời gian hành kinh bởi vì lượng máu và các mô niêm mạc tử cung bị bong tróc động lại lâu trong tử cung sẽ bị oxy hóa, từ đó chuyển thành màu nâu đen. Kinh nguyệt màu nâu đen cũng có thể là triệu chứng của thai kỳ, sử dụng thuốc tránh thai hoặc tiền mãn kinh do sự thay đổi về nồng độ nội tiết tố. Trên thực tế, đây là một hiện tượng diễn ra khá phổ biến, thường sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý đến thời gian xảy ra và các triệu chứng kèm theo khác mà cơ thể đang gặp phải. Kinh nguyệt màu nâu đen có thể là biểu hiện bệnh lý bất thường nếu kinh nguyệt nâu đen da nhiều, thời gian kinh nguyệt có màu nâu đen diễn ra trong một thời gian dài, vùng kín có mùi hôi khó chịu, cảm giác ngứa đau rát ở vùng kín, cảm giác nóng rát khi đi tiểu, cơ thể mệt mỏi phát sốt. Kinh nguyệt màu nâu đen có thể là dấu hiệu của các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, trong đó phổ biến nhất là bệnh lậu hoặc nhiễm chlamydia. Bạn có thể gặp phải những triệu chứng khác nghi ngờ liên quan đến nhóm bệnh này như đi tiểu đau rát, tiểu da mù, vùng kín sưng đỏ, ngứa ngáy, xuất hiện mùi khó chịu. Không phải tất cả các chị em khi mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đều có triệu chứng, vậy nên việc khám kiểm tra định kỳ rất quan trọng. Hầu hết các bệnh lây qua đường tình dục đều có thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng nếu bỏ qua, biến chứng nghiêm trọng có thể xuất hiện, đặc biệt là nguy cơ hiếm muộn vô sinh. Buồng trứng đa nang là hội chứng xảy ra do sự mất cân bằng nội tiết tố. Nó có thể gây ra hiện tượng kinh nguyệt màu nâu đen lượng ít kéo dài. Các triệu chứng khác có thể gặp bao gồm sậm lông ở mặt hoặc toàn thân, da nổi mụn trứng cá hoặc tiết dầu, khó mang thai. U nang buồng trứng là sự xuất hiện những khối u với kích thước to nhỏ khác nhau, chứa đầy chất lỏng bên trong. Những nang này có thể tiến triển ở một hoặc cả hai bên buồng trứng. Bệnh lý có thể không ra bất kỳ triệu chứng nào và tự biến mất sau vài tháng. Nhưng trong một số trường hợp, u nang không biến mất và có thể phát triển lớn hơn. Nếu điều này xảy ra, nó có thể gây ra bất cứ các triệu chứng liên quan đến kinh nguyệt, điển hình như kinh nguyệt có màu nâu đen da ít kéo dài. Đây là tình trạng các mô tương tự như niêm mạc tử cung phát triển ở những vị trí bên ngoài tử cung. Triệu chứng nổi bật nhất là đau bụng kinh dữ dội. Ngoài ra, có thể gây chảy máu giữa các kỳ kinh, kinh nguyệt có màu nâu đen. Lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nên cần được phát hiện và điều trị sớm. Kinh nguyệt da ít màu nâu đen có thể là một trong các triệu chứng của ung thư cổ tử cung, nhưng trường hợp này rất hiếm. Một số dấu hiệu liên quan khác có thể kể đến như đau khi quan hệ tình dục, chảy máu âm đạo sau khi quan hệ hay giữa các kỳ kinh, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài hơn hoặc dài nhiều hơn.